Chúng ta đã thấy bức tranh tổng thể của bóng đá Việt Nam trong những năm tới ra sao? Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã phát biểu như vậy sau khi cùng U23 Việt Nam khép lại hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024. Vậy thông qua màn trình diễn của các cầu thủ ở giải đấu này, các bạn nhìn ra bức tranh tổng thể của bóng đá nước nhà có gam màu sáng hay tối? Chiều ngày 28 tháng 4 thì U23 Việt Nam đã có mặt tại Hà Nội, trở về sau hành trình vòng chung kết U23 châu Á 2024. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khép lại giải đấu châu lục khi nằm trong top 8 đội mạnh nhất, một thành tích không hề tồi. Và quan trọng hơn thì các cầu thủ trẻ của chúng ta đã thể hiện được tinh thần thi đấu tự tin, quả cảm trước các đối thủ. Đó là lý do để U23 Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu khi trở về quê nhà. Hơn ai hết thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là người hiểu rõ nhất những học trò của mình đã nỗ lực như thế nào và thể hiện ra sao tại giải đấu châu lục. Có chút tiếc nuối, động lại, song trên đường sang người Khánh Hòa vẫn hài lòng với màn trình diễn và kết quả của U23 Việt Nam. Tôi đã đánh giá đúng năng lực của đối thủ trong bảng đấu của mình, nhưng với từng trận đấu cụ thể, chúng ta cũng có những tiếc nuối. Mỗi trận đấu gặp U23 Kuwait, U23 Malaysia, U23 Uzbekistan hay U23 Iraq đều mang sắc thái riêng, mang đến cho các nhà chuyên môn, những người hâm mộ cảm xúc khác nhau. U23 Việt Nam sẽ có một bộ mặt khác. Và thực tế chúng ta đã thấy là cầu thủ chúng ta tiến bộ qua từng trận đấu và cái trận đấu hôm qua thì tất cả nó phơi bày hết. Tất cả những cái điểm mạnh, những cái điểm yếu, những cái thiếu, những cái cần phát huy. Và chúng ta thấy một cái bức tranh tổng thể cho bóng đá cấp độ đội tuyển quốc gia trong những năm sắp tới nó như thế nào. Đồng ý rằng U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ dặn dày kinh nghiệm thi đấu, song đó lại là sân chơi quốc tế trong máu đội tuyển. Họ có thể in dấu dày ở khắp các giải đấu từ khu vực đến châu lục. Thế nhưng, việc được tạo cơ hội ra sân ở sân chơi quốc nội lại là cả ước mơ lớn lao đối với họ. Ngoại trừ Quan Văn Chuẩn, thì có rất ít những cầu thủ U23 Việt Nam được thi đấu cho đội bóng chủ quản tại V-League hay giải hạng nhất. Đây cũng là nỗi trăn trở lớn của huấn luyện viên Hoàng Tuấn sau giải. Ví dụ trước đây U19, U20, đội tuyển quốc gia có Quang Hải, một nhân tố nổi xuất sắc ở trước đây nữa, có Công Phượng, có Xuân Trường và Tuấn Anh. Nhưng đối với những cái thế hiện tại này, tôi nghĩ là cái tính tập thể là cái ưu điểm lớn nhất. Đó là một cái điều cực cần, chứ chưa đủ. Tại nếu chúng ta theo dõi thật là kỹ, 90% số cầu thủ hiện tại đá U23 mùa giải năm nay rất ít được ra sân thi đấu, kể cả V-League cũng như hạng nhất. Tôi có thống kê thời gian thi đấu của cầu thủ, nhiều nhất chỉ có Quan Văn Chuẩn. Trong tháng gần nhất, Văn Chuẩn là người duy nhất thi đấu nhiều hơn 600 phút. Các cầu thủ còn lại trước đợt tập trung lại rất ít được thi đấu, thậm chí còn không được đá phút nào trong cả tháng. Đó là điều khiến tôi suy nghĩ, đắn đo rất nhiều. Khi trở về câu lạc bộ thì các cầu thủ trẻ không được thi đấu, đây là bài toán khó. Có thể nghĩ tích cực là các cầu thủ này từng dự SEA Games, U23 châu Á, nhưng đó là các giải quốc tế mỗi năm chỉ có một vài trận. Còn ở câu lạc bộ thì sao? Tôi thực sự rất trăn trở. Rực sáng đến mấy ở sân chơi quốc tế nhưng về sân chơi quốc nội vẫn phải dự bị. Nghe thì có vẻ là mâu thuẫn nhưng không hoàn toàn khó hiểu. Khi mà trở về câu lạc bộ thì các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ khó lòng cạnh tranh được với lứa đàn anh về xuất ra sân. Đó là cái khó của cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển. U23 Việt Nam kết thúc hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á cũng là lúc vòng quay của bóng đá nước nhà sôi động trở lại với những trận tứ kết cúp quốc gia cũng như là V-League. Chưa nói được trước điều gì, song đây vẫn được coi là cơ hội để các học trò huấn luyện viên Hoàng Tuấn được trao cơ hội ra sân ở giải quốc nội. Và chiến lược gia quê Khánh Hòa cũng kỳ vọng lắm về viễn cảnh các cầu thủ U23 Việt Nam được ra sân nhiều hơn trong báo của đội bóng chủ quản, bởi cầu thủ trẻ được thi đấu cọ sát thì đội tuyển mới chất lượng hơn được. Nhiều người mặc định rằng một cầu thủ đã chơi tại SEA Games, giải châu Á thì họ sẽ tiếp tục có phong độ cao tại U23 châu Á. Nhưng đó chỉ là một mặt của vấn đề. Cầu thủ đó mới chỉ đá vài trận tại giải quốc tế, trong máu của đội tuyển quốc gia. Còn câu chuyện ở câu lạc bộ, việc họ được ra sân hay không thì chúng ta lại chưa nhắc đến. Cầu thủ U23 Việt Nam về câu lạc bộ có được đá nhiều hay không? Một lần nữa, đó là câu chuyện trăn trở của tôi. Quả thực thì không dễ để câu lạc bộ tạo điều kiện cho mọi cầu thủ trẻ. Vậy nên tôi mới nói với các học trò rằng bản thân họ phải đúc rút ra được những bài học, làm được gì, hoàn cảnh của mình ra sao để hoàn thiện bản thân, cố gắng cạnh tranh được suất thi đấu thường xuyên ở câu lạc bộ. Có như vậy thì ban huấn luyện của đội bóng mới tin dùng, trao điều kiện để thi đấu. Những lời than vãn này của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hoàn toàn đúng với tính chất của bóng đá Việt Nam hiện tại. Còn nhớ sau World Cup U20 Thế giới 2017, thì giải đấu mà U23 Việt Nam đã thi đấu đầy quả cảm để giành lấy một điểm từ đất Hàn Quốc. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng không ngần ngại, lo lắng khi những ngôi sao tuổi đôi mươi sẽ đi về đầu ngay khi trở lại câu lạc bộ. Cụ thể trong số 21 cầu thủ U20 Việt Nam tham dự U20 World Cup 2017, có 14 cầu thủ đang thuộc câu lạc bộ tại V-League. Tuy nhiên, từ đầu mùa giải 2017 chỉ có 3 cái tên là Quang Hải, Đức Trình, Đình Trọng là thường xuyên được thi đấu ở đội hình chính. Thực tế thì các cầu thủ còn lại chưa đủ trình độ để đá V-League.
Bởi nếu một cầu thủ hay thì chẳng huấn luyện viên nào lại để họ ngồi ngoài cả. Và nhiều cầu thủ U20 Việt Nam trở về câu lạc bộ đã được huấn luyện viên sử dụng. Đó là những phát biểu của huấn luyện viên Lê Thụy Hải về cầu thủ vừa đi World Cup trở về năm 2017. 7 năm sau vẫn là một nỗi lo lắng quen thuộc đến từ huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, thì phải đặt ra câu hỏi cấu trúc nền bóng đá Việt Nam rằng đào tạo trẻ tốt nhưng phải có sân chơi để họ thực sự thi đấu. Nói đến đây thì chắc chắn người mộ bóng đá Việt Nam sẽ nghĩ ngay tới những nền bóng đá như Nhật Bản, Hàn Quốc hay châu Âu. Đoàn Văn Hậu trong quãng thời gian đầu quân cho Heerenveen tại giải vô địch quốc gia Hà Lan chỉ vỏn vẹn 6 phút thi đấu tại cúp quốc gia Hà Lan giữa đội chủ nhà Heerenveen đối đầu với Joka Gerare. Đây là lần đầu tiên mà Văn Hậu được cho ra sân chính thức bởi huấn luyện viên sau gần 100 ngày. Thế nhưng, 3 tháng ở Hà Lan, Văn Hậu làm gì? Đương nhiên là hậu vệ đội tuyển Việt Nam sẽ không ngồi chơi sơi nước đâu. Anh vẫn phải thi đấu những giải đấu dành cho những cầu thủ dự bị, hay thậm chí phải xuống tận U18, U20 Heerenveen để tìm cơ hội ra sân. Còn đối với nền bóng đá Việt Nam, chúng ta có quá ít giải đấu để cho các cầu thủ thi đấu. Ví dụ thì U19 Kon Tum đã chuẩn bị rất kỹ càng cho vòng loại U19 quốc gia 2023. Nhưng do họ không thể vượt qua vòng loại để tiến đến vòng chung kết, vì thế đội bèn phải tập chay cả năm trời để hướng đến mùa giải sang năm. Những đội khác gần kề nhau như U19 Sông Lam Nghệ An hoàn toàn có thể thi đấu giao hữu với U19 Đông Á Thanh Hóa vì địa lý khá dễ chịu. Tuy nhiên, tính chất giao hữu cũng khó có thể để cho các cầu thủ trưởng thành như thi đấu chính thức. Vấn đề thì đã quá rõ vì thiếu trải nghiệm thi đấu nên các cầu thủ ít được va chạm, vì thế dẫn tới những sự bỡ ngỡ về luật, về thể lực trên sân. Biện pháp có thể giải quyết bài toán này đó là tổ chức giải đấu vô địch quốc gia dành cho các cầu thủ trẻ. Các đội sẽ đá vòng tròn một lượt như tại V-League và có xuống hạng lẫn lên hạng để tăng sự hấp dẫn cho giải đấu. Ngoài ra thì các trọng tài trẻ của Việt Nam cũng có cơ hội để thể hiện mình ở giải đấu thấp hơn, qua đó vững vàng khi được nhận nhiệm vụ tại V-League. Việc ăn cơm tuyển nhưng lại chật vật tại câu lạc bộ chủ quản là chuyện không mới với bóng đá Việt Nam. Trường hợp của Phan Tuấn Tài được gọi lên U23 Việt Nam tham dự U23 Đông Nam Á 2022 đã thay đổi tên tuổi của cầu thủ này một cách chóng mặt. Thi đấu ở Đắk Lắk với bản hợp đồng cho mượn từ Viettel, tuy nhiên thành công tại U23 Đông Nam Á 2022 với lưới Trần Bảo Toàn, Võ Nguyên Hoàng đã giúp cho Tuấn Tài được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi lên U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31. Cùng với cú tạt bóng không tưởng để Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu ghi bàn mang về tấm huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam, Tuấn Tài còn được câu lạc bộ chủ quản Viettel đòi về từ Đắk Lắk để thi đấu tại V-League. Nhưng đâu có cầu thủ nào may mắn được như Phan Tuấn Tài. Trả lời về câu hỏi của trung vệ Quế Ngọc Hải về chuyện làm thế nào để dự World Cup từ huyền thoại bóng đá Brazil Rivaldo, tiền đạo một thời của bóng đá thế giới đã đề cập việc đào tạo trẻ lên hàng đầu, bên cạnh đó là phát triển giải vô địch quốc gia. Những câu hỏi đã được giải đáp, chỉ còn chờ cách chúng ta thay đổi như thế nào.